Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng kính chào quý vị. Thôn Quê Sài Gòn xin được chia sẻ đến quý vị về những anten chi phối giáo hội qua lời kể của Linh Mục Chân Tín thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Ngày 27 tháng 7 năm 1993, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình bị tai biến và được đưa vào chữa trị khẩn cấp tại Bệnh viện Thống Nhất. Nhận thấy bệnh tình trầm trọng và e rằng khó qua khỏi, và nếu có qua khỏi cũng khó có thể làm việc được như trước đây, Ngài đã cho mời Đức Cha Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhờ Ngài thông báo cho Tòa Thánh và xin Tòa Thánh định liệu, trong lúc Đức Tổng Giám mục Phó Nguyễn Văn Thuận còn ở nước ngoài và nhà nước không cho trở về Việt Nam. Ngày 11 tháng 8 năm 1993, trong buổi phát thanh thường lệ, Đài Phát thanh Gia Ti Căn Loan tin Tòa Thánh cử Đức Cha Huỳnh Văn Nghi, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, làm giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, tạm giúp Đức Cha Bình. Ngay sau khi nhận được văn thư bổ nhiệm, Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi đã từ Phan Thiết vào Sài Gòn để thi hành sứ vụ. Thế nhưng, ngày 5 tháng 9 năm 1993, báo Công giáo và Dân tộc, tiếng nói của Ủy ban Đoàn kết đã đăng bài: Thành phố Hồ Chí Minh thêm một giám quản tông tòa của Hương Khê, bút danh của Linh Mục Tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc là Trương Bá Cần. Bài báo đã đưa ra một lập luận ỡm ờ, khiến người đọc hiểu là việc chỉ định giám quản tông tòa tại giáo phận Sài Gòn là có chủ đích chính trị của Tòa Thánh Gia Ti Căn. Bài báo đã đóng vai trò tiền hô cho những biện pháp sau này của nhà cầm quyền, một lối dọn đường cho nhà cầm quyền ngăn cản Đức Cha Huỳnh Văn Nghi thực thi sứ vụ giám quản mà giáo hội đã trao phó. Trong các ngày từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 1993, kỳ tĩnh tâm thường niên đợt 1 của các linh mục thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Huỳnh Văn Nghi đã tới tham dự và có mặt đều đặn. Ngài nói chuyện với các linh mục về việc Ngài đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản tông tòa, với quyền điều hành người và việc trong Tổng giáo phận Sài Gòn, và ngỏ ý sẵn sàng trực tiếp gặp các linh mục trong giáo phận để giải quyết những vấn đề cần thiết. Ngày 15 tháng 9 năm 1993, trước sự ngỡ ngàng của giáo dân và đồng bào thành phố, Đài truyền hình thành phố Sài Gòn cho đọc toàn văn thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc Tòa Thánh đơn phương bổ nhiệm giám quản tông tòa tại giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sáng hôm sau, ngày 16 tháng 9 năm 1993, bản thông báo được đăng tải trên tờ Sài Gòn Giải Phóng số 5814 cùng với bài xã luận dưới tựa đề: Tự do tín ngưỡng không thể trái pháp luật. Quả là những lời tuyên bố lạc lõng giữa những hô hào cởi mở và đổi mới, giữa những cố gắng của nhà nước và giáo hội để xích lại gần nhau trên căn bản tự do và dân chủ. Trong đoạn đầu của thông báo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vu khống trắng trợn Đức Cha Nguyễn Văn Thuận đã tham gia vào việc chia rẽ, đàn áp tôn giáo, có nợ máu với nhân dân. Đây là một sự xúc phạm nặng nề tới nhân phẩm của Đức Cha Nguyễn Văn Thuận, đến uy tín của một vị chức sắc cao cấp của giáo hội, danh dự của Tòa Thánh Gia Ti Căn. Từ ngày Đức Tổng Giám mục Phó Nguyễn Văn Thuận bị bắt và bị đi tù, chưa hề có một vụ án và bản án nào dù ngụy tạo kết tội Ngài. Vậy mà thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố lại nêu rõ tội: đã từng tham gia vào việc chia rẽ, đàn áp tôn giáo, có nợ máu với nhân dân. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền cũng như chính hiến pháp Việt Nam đều coi như vô tội người chưa bị một tòa án nào xét xử. Bản thông báo còn khẳng định Ủy ban Nhân dân vẫn coi Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình là người đứng đầu tiến hành mọi hoạt động của đạo Thiên Chúa trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Quả là Ủy ban Nhân dân đã dồn Đức Cha Bình vào cái thế của một giám mục ly khai giới giáo hội vì cưỡng lại quyết định của Tòa Thánh. Đức Tổng Bình đã trở thành cái phao mà giữa lúc Ngài ốm đau mệt mỏi, đến nỗi ông Tổng Bí Thư Đỗ Mười phải xốc nát một bên, bên kia là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khi hai ông vào thăm Ngài trong Bệnh viện Thống Nhất. Hình ảnh não ruột được chiếu trên truyền hình thành phố giữa lúc mà cả nước đều thấy rõ tình trạng sức khỏe suy sụp của một cụ già 83 tuổi. Được hai vị lãnh đạo Cộng sản xốc nát hai bên, thì bản thông báo lại khẳng định rằng Ngài nay đã khỏe và trở về làm việc bình thường. Hiểu sao đây hai chữ bình thường? Bình thường là chỉ nằm đó, ngồi đó cho mấy ông thuộc Ủy ban Đoàn kết múa gậy dường quan. Trở lại với vụ giám quản tông tòa,
ngày 5 tháng 9 năm 1993, ngày mà vị đại diện có thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố nhắc nhở đức cha Huỳnh Văn Nghi, thì cũng ngày này, tờ Tuần báo Công giáo và Dân tộc số 923 đăng tải bài Thành phố Hồ Chí Minh thêm một giám quản tông tòa của Hương Khê, tức linh mục tổng biên tập Trương Bá Cần, như tôi đã nói ở trên. Trong sự kiện này, có sự tính toán nào chăng giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Đoàn kết? Trước đó, linh mục Trương Bá Cần và Ủy ban Đoàn kết cũng đã từng làm tiền hô như vậy trong vụ phong thánh năm 1988 và mới đây trong vụ diệt đất đai của Tổng giáo phận Hà Nội tại 41 nhà chung. Thật mỉa mai khi chính quyền thành phố kêu gọi nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhà nước, trong khi họ lại trắng trợn vi phạm tự do tín ngưỡng, vi phạm tới tính cách độc lập của giáo hội trong vấn đề tôn giáo như việc phong chức linh mục và đề cử giám mục. Một công tác khác mà nhà cầm quyền giao cho Ủy ban Đoàn kết là làm ăn ten cho họ. Ủy ban Đoàn kết luôn báo cáo tình hình các họ đạo, các linh mục, dòng tu cho Mặt trận Tổ quốc để đảng theo dõi các hoạt động của giáo hội. Chúng ta biết, dưới áp lực của nhà cầm quyền, Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình buộc phải đặt 4 vị chóp bu của Ủy ban Đoàn kết vào trong ban cố vấn chỉ có 6 vị, với mục đích theo dõi, kiểm tra, báo cáo cho đảng những gì bàn cãi trong ban cố vấn với các giám mục là những người đứng đầu trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau khi một nhóm linh mục và trí thức công giáo gồm 17 người đã gửi một tâm thư cho Hội đồng Giám mục Việt Nam đề cập tới các vấn đề thuộc nội bộ của giáo hội, những vấn đề liên quan tới xã hội, thì đã có 2 buổi họp của ban cố vấn tại Tòa Tổng giám mục Sài Gòn liên quan tới bức tâm thư nói trên. Buổi họp thứ nhất vào ngày 29 tháng 9 năm 1989. Trong buổi họp này, một vị trong số 4 cố vấn, người của Ủy ban Đoàn kết, xin miễn nói tên, cho rằng lá thư này là do các thế lực thù địch từ bên ngoài xúi giục. Vị ấy báo cáo buổi gặp gỡ với cha Phạm Hân Quynh, một linh mục đấu tranh và bị lưu đày ngoài Bắc, vừa từ châu Âu về, tại nhà cha Mai Xuân Hậu, một trong 2 cố vấn không phải Ủy ban Đoàn kết, ở xóm mới. Theo vị ấy, đó là khởi đầu và đầu mối của bức tâm thư. Trong buổi gặp gỡ với cha Quynh, cha Quynh có nói tới những ngày ở châu Âu gặp Hồng Y Lustiger, Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Hồng Y Tôn Cô, Giáo Hoàng và nhiều nhân vật khác. Cha Quynh có đề cập tới ý của Tòa Thánh muốn coi vấn đề Đức Cha Thuận làm trách nhiệm để biết mức cởi mở của nhà cầm quyền Việt Nam. Cha Quynh cho biết ý kiến của Hồng Y Tôn Cô về Đức Cha Bình, về Ủy ban Đoàn kết. Vị cố vấn ấy cho rằng bức tâm thư là do thúc đẩy từ bên ngoài. Để bác bỏ ý kiến đó, cha Mai Xuân Hậu xác nhận bản thân có mặt khi nhóm các linh mục và trí thức công giáo trao đổi về lá thư gửi cho Tổng giám mục Sài Gòn. Lá thư này được viết trước khi cha Quynh từ Pháp về. Ngày cha Quynh từ Bắc vào Nam, anh em gặp nhau vui vẻ. Có cả cha Nguyễn Huy Lịch và anh Nguyễn Đình Đầu, 2 vị cố vấn người của Ủy ban Đoàn kết. Anh em không bàn tán gì và không đưa tài liệu gì. Sau buổi họp đầu tiên này, có người đã đi rêu rao chuyện nọ, chuyện kia. Nhà nước nắm được nội dung của buổi họp đó là do ai làm ăn ten cho nhà cầm quyền, ai đã tố cáo với chính quyền về cái gọi là ý đồ chính trị của 17 linh mục và trí thức đã ký vào bức tâm thư kia. Linh mục Mai Xuân Hậu và Chân Tín không có lý do gì để báo cáo với nhà nước, chứ chỉ có 4 cố vấn người của Ủy ban Đoàn kết đã làm ăn ten cho nhà cầm quyền. Một ngày sau khi Đức Tổng Bình đi Seoul ngày 3 tháng 10 năm 1989, Công an thành phố đã gửi giấy triệu tập cha Mai Xuân Hậu lên làm việc về những nội dung mà vị cố vấn kia đã tố cáo cha Quynh và cha Hậu trong những buổi họp và buổi gặp trước đó tại xóm mới. Biến cố trên là bằng chứng tố cáo Ủy ban Đoàn kết làm ăn ten cho nhà cầm quyền. Do đó, trong những buổi họp khác, 2 đức cha và 2 cố vấn ngoài Ủy ban Đoàn kết không dám bàn những gì quan trọng trong các buổi họp. Có gì cần bàn, cha Hậu và tôi gặp riêng Đức Cha Bình để nói riêng với ngài. Nhưng, ngài lại sợ 4 vị Ủy ban Đoàn kết, nên công việc chẳng đi đến đâu. Do đó, tôi đã đề nghị giải tán ban cố vấn này. Trong lá thư gửi Đức Tổng ngày 17 tháng 10 năm 1989, tôi có nêu ý kiến về 4 vị cố vấn và đề nghị Đức Tổng lập một ban cố vấn mới, gồm các cha hạt trưởng, các bề trên dòng. Tuy nhiên, đề nghị ấy đã chẳng thể thành sự. Có thể nói rằng, chuyện Ủy ban Đoàn kết làm ăn ten cho nhà cầm quyền là chuyện dài nhiều tập.
Những báo cáo thường niên của Ủy ban Đoàn kết cho Đảng và Chính phủ luôn là những dữ liệu quan trọng giúp nhà cầm quyền nắm rõ các hoạt động của giáo hội nhằm hạn chế giáo hội và áp đặt giáo hội trong một cơ chế xin cho. Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh và bấm chuông để có thể đón xem được những video mới nhất. Lan Trinh, biên tập viên của kênh Thôn Quê Sài Gòn tại Hoa Kỳ, xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.